nay phòng thi thế giới ma vật xin hướng dẫn các bạn cái cách mà lắp giấy mực cũng như là vệ sinh đầu in của máy Intermax PC43T. Thì đây là một cái dòng máy để bàn của Intermax. Đây mình có để tuyệt bị sẵn là giấy mực và trục thô. Thì đầu tiên là mình xin hướng dẫn là các bạn là lắp giấy. Đây là chỉ có một đoạn giấy test của bên mình thôi. Nếu còn giấy thì có thể dài được tới 50m. Đây các bạn mở đầu in. Mở đầu in bằng cách kéo hai khóa màu xanh ở bên hông máy, kéo về phía mình, đầu in sẽ tự bật lên, máy sẽ tự bật lên. Okay. Rồi đây là cái khay để giấy, chứa giấy. Mình nó có lò xo nên nó sẽ tự co giãn theo giấy, theo kích thước giấy lớn giấy nhỏ. Nếu mình muốn khóa lại là mình đây có một cái chốt khóa màu xanh, bật xuống tự nó khóa lại, mình không thể mở ra. Các bạn có thể kéo lên để lắp giấy. Nay mình xin hướng dẫn lắp giấy. Ở đây ở bỏ vừa khớp. Rồi. Đây có cái khớp. Này các bạn nhìn thấy cái khớp này. Đó, mình bỏ vào. Ok. Rồi kéo ra. Mình chỉnh cho cái này, mình còn có thể điều chỉnh cho vừa phải với giấy. Để tránh giấy chạy qua chạy về in tem bị lật ảnh hưởng đến chất liệu in của mình. Đó là việc lắp giấy là xong. Là bước thứ hai mình xin hướng dẫn các bạn đó là lắp mực. Thì đây là mình chuẩn bị một đoạn mực test để lắp. Đây, đầu tiên là máy nó có hai trục, một trục để mực và một trục để cuộn thu. Rồi nó sẽ thu lại cái quần mực mà đoạn mực mà mình đã in. Thì cái ở dưới phía dưới này là mình sẽ đặt mực ở bên dưới. Đầu tiên là các bạn phải phân biệt mà mặt nào là mặt mực. Thì hiện tại mực mình đang sử dụng là mực outside, là mặt mực nằm phía ngoài. Để mình lắp đúng, mực nằm phía ngoài thì mặt mực là phải áp xuống mặt giấy đây. Để tránh tình trạng là in không ra mực. Thì đây các bạn xem kỹ nhé. Đây là có cái chốt bằng lò xo này. Đây, mình bỏ vào đây. Để vào. Để qua đây. Ok, vậy là lắp mực, lắp quần mực là xong. Tiếp theo là mình lắp quần thu, thì nó tương tự như lắp mực. Đây, có chốt là sao, để vào. Đây, có cái khóa màu xanh. Này, các bạn thấy là cái khóa màu xanh này. Đây, nó có cái khe, mình bỏ vào, cố đi vào, đó. Ở dưới mực mình cũng làm tương tự, quần mực. Rồi để cố định cái giải mực với lại cái quần thu thì mình có thể lột một con tem rồi mình dán lên. Để tiền đó. Đây, cố định dán vào. Rồi mình cuốn lên một xí. Ok, việc lắp mực đã hoàn thành. Thì trong cái bước lắp mực giấy thì các bạn chú ý là cái chốt khóa. Nếu mà mình mở không ra thì cái bước chốt khóa này thì cái quan trọng mình chú ý cái này. Với cái thứ hai là đó là nẹp cái khổ lại để cố định lại giấy không bị cháy. Rồi trên lắp mực thì các bạn chú ý là lắp cho nó vào khớp để tránh là mực nó không chạy cùng với lại giấy thì ảnh hưởng tới máy, cũng như máy nó sẽ báo lỗi là mình lắp mực sai mực. Rồi các bạn chú ý kiểm tra là những vị trí đó, rồi sau đó các bạn đóng lấy xuống, ấn mạnh xuống, ấn vừa một lực vừa phải nó sẽ đóng xuống. Đặc biệt là lúc mình mở máy lên này, ở máy nó có cái màn hình LED để hiển thị nếu các bạn lắp sai mực hoặc là giấy thì trên này nó sẽ báo lỗi. Hiện tại nó đang chết rồi, chạy hết này. Đây là một phần rất thông minh của máy để giúp mình có thể kiểm tra, mình có thể tận dụng để mình xem, để mình biết được là mình đã làm sai ở bước nào, lắp mực sai hay là lắp giấy sai, hay là máy thiếu mực, quên lắp mực, hay là giấy nó không cảm biến, nó không đọc hay gì đó thì nó sẽ hiển thị trên này hết. Các bạn thấy lúc khi nó đã test xong tất cả các lỗi thì cái đèn này báo màu xanh này, nghĩa là máy là ready, nó sẵn sàng hoạt động. Ok, mình bấm này. Đây nó từ clip giấy nha các bạn này. Rồi nó đã hiệu khổ giấy đó. Ví dụ như mình thử test một cái lỗi đi, bỏ ra đi, ví dụ mình quên lắp giấy đi, hay là mình bỏ giấy nó không qua con cảm biến này. Đây có con cảm biến màu xanh nha. Nếu mà giấy không qua cảm biến thì nó cũng sẽ báo lỗi. Giờ mình test như máy.
nhiều khi mình bỏ giấy nó không in qua con cảm biến này, giờ mình bấm này, ví dụ này nó sẽ báo lỗi giấy ở đây liền, có cái đèn led màu đỏ, nếu lỗi mực thì nó sẽ báo mực, cảm biến không đọc được. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm về máy PC43T của Intermax thì các bạn có thể liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Thế Giới Bảo Vật. Xin cảm ơn các bạn.